Điệu ơi Điệu, Điệu ơi Điệu, Điệu có nhà không Điệu? Đứng lại, đi đâu ạ? Dạ chào bác hai, con qua thăm bé Điệu. Con Điệu không có ở nhà, không có Điệu gì ở đây hết trơn á. Anh mới tới nè. Đứng lại. Xe ra đây. Tao biết hết mọi chuyện rồi, không được quen con Điệu nhà tao, làm cháu tao nó khổ. Bây giờ chấm dứt cái mối quan hệ này. Bác ơi. Ủa sao kỳ vậy bác hai? Con thương Điệu hợp đồng mà. Con phải quen Điệu bằng được. Không có quen gì con Điệu hết, hai người cắt đứt mối quan hệ đi đấy. Bác hai đừng làm gì. Tội nghiệp con, tội nghiệp anh em ơi bác hai. Trời ơi, mày thở ra coi. Cái gì vậy Điệu? Mày mê nó dữ dằn vậy đó hả? Thôi được rồi. Bây giờ mày muốn qua gặp con Điệu, mày phải làm cho tao một chuyện. Dạ, bác hai nói đi, khó cách mấy cũng làm cũng được á. Thiệt không? Khó cách mấy mày cũng làm được đúng không? Bây giờ tao cho mày một cái bài toán khó để mày khỏi làm được, mày khỏi qua thăm con Điệu. Bây giờ mày ra mấy hectare ruộng nhà tao đó mày phun trong vòng 2 tiếng đồng hồ mày xong. Và làm một mình, không được có ai trợ giúp. Làm được thì đi qua thăm con Điệu. Trời ơi, bác hai ơi bác hai, sao bác hai ác quá vậy bác hai? Anh Bèo nhắm anh Bèo làm được không anh Bèo? Anh cũng không biết nữa, khó chứ phải giỡn đâu em ơi. Tao phải ra cái đề khó để cho mày làm chứ, chẳng lẽ dễ phen này mày chết với tao nghe con. Thôi vậy nha, kiếm ngày thực hiện đi, làm xong thì tao với con Điệu ra giám sát, được thì cho mày gặp con Điệu. Còn bây giờ đi về đi. Đi vô, không có gặp, gỡ gì hết như thế này. Bác hai đừng chia cắt tụi con, bác hai. Sao đây ta? Có mấy hết ta, mà cũng trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Đi bằng máy bay chứ chắc đi được nữa. Ông này ác thiệt. Tình hình này là anh Bèo căng thiệt rồi. 2 tiếng đồng hồ mà làm sao phun cho 1 hectare được.